Ông nói đi. Ông hay làm thế này lắm hả? Gặp gỡ người khác qua dịch vụ hẹn hò. Ông không cảm thấy nhàm chán à? Ý bà là nỗi thất vọng khi sự thật không như hình dung. Tôi phải nhắc nhở mình cố gắng lên, lần này có thể sẽ khác. Vì thế tôi phải thú nhận một điều dối trá về bản thân. Tên tôi thật ra không phải Brian, mà là Roy. Vì tương lai. Ông nghĩ bà ta trị giá bao nhiêu? Phải đến 3 triệu bảng. Ông sẽ lấy hết hả? Chắc chắn tôi sẽ vơ vét sạch. Đấy là cháu trai bà. Còn quá sớm để thân thiết với ông ta. Tôi đã dần quý mến bà rồi. Ông biết ông là ai không? Người duy nhất trên đời này khiến tôi cảm thấy mình không cô đơn. Tôi biết nhiều điều về ông. Về con người thật của ông. Ông không muốn làm thế đâu, Roy. Đó là trò chơi. Là sự phấn khích. Nếu đúng thế thì sao? Có vẻ ông có quá khứ đáng nể đấy nhỉ? Đủ nhiều cho vài kiếp người. Trong nháy mắt, cuộc đời ta đã mãi mãi thay đổi. Thật lạ lùng khi người ta dám làm những điều chưa từng nghĩ tới. Những bí mật giữa ta, Chúa, quỷ dữ và người chết. Bà không biết gì về ông ta. Đón xem bộ phim Kẻ dối trá đại tài trên kênh HBO. Thưởng thức kênh phim truyện hàng đầu thế giới HBO trên các hạ tầng SCTV, MyTV, K cộng, FPT, Mobile TV, VTC Digital, HTVC, VTV Cap, các ứng dụng Internet OTT, FPT Play,